Anh ơi, cho em mức giá chung kết của bộ bàn ghế này nhé. Ok, sẽ cho em mức giá chung kết. Nhưng mà trước khi đi vào chung kết thì em cũng hình dung ra là bộ ghế này vai rất là to, 16 này. Cứ anh to này khiêng nhích như thế thôi là cũng đã ốm rồi. Tất cả các vai đều liền liền và rất là nặng này. Rồi cái thứ hai nữa là riêng cái mặt bàn này, cộng với các cái mặt ghế này, cộng với lại mặt văng này, đều là liền tấm nhá. Có làm vai ở bên ngoài nhá, có làm khung nhá, nhưng mà cái mặt ở bên trong đây là liền tấm này, không hề chắp ghép này. Đó, rồi kể cả từ những cái đôn cũng rất là chắc chắn. Một mình cũng không thể bê được những cái đôn to này các bạn nhá. Đó, thế thì chung kết của cái này thì nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm, nó nhỏ là một con i10 mới nhá. Còn lại thì chung kết hẳn thì em hãy gọi cho anh để chúng ta sẽ đi vào cái deal nó tốt hơn cho em. Ok, xin cảm ơn.